bốn chữ vừa thế này, anh gái nhớ em ăn tận sáu xin xin ba tư xin xin nhau cửa ba chữ từ từ cần hát lại nhưng mà lâu lắm quá. Cuộc đời thì tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi. Thủy ơi và tình ơi, loài chim bói ca trên cọng nhọn trăm năm, tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời, trong vũng nước cuộc đời thì ơi và tình ơi. Đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn êm mãi và ngọt ngào. Các đứa vô tình đầu thì bây giờ về đâu? Xin tình đừng là bóng trăng để chim bói cá úa vàng giấc mơ trên bên cách một mặt hồ mà rơi nước mắt ngẩn ngơ nhói lòng. Đừng bao giờ em hỏi anh cũng hát đời vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Cuộc đời tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn êm mát và ngọt ngào. Các đứa muộn tình đầu thì bây giờ về đâu? Thì bây giờ về đâu? Anh là chim bói cá, em là bóng trăng là cạnh một mặt hồ mà muôn trùng chia xa. Vì bây giờ về đâu, bây giờ về đâu? Đừng bao giờ, đừng bao giờ em hỏi vì sao và vì sao. Không nghe thấy rồi. Ok, vâng rồi. Đấy rồi. Nhưng mà đàn hay nhé. Điều cảm xúc, bài kết còn chưa? Cảm xúc ngay cảm nghe. Người ta là guitarist, rít chuyên nghiệp. Guitarist chuyên nghiệp. Nếu chưa thì sữa được sữa anh nhỉ. Ừ, tí ok, một bài của chị Ngô Sơn đi ạ.